Này, San đây San. San đây, thì đang vẽ hoa sen nè. Con vẽ theo. Trong tranh của hai đứa, bây giờ mua cho tặng tặng bố vẽ kiểu gì đây? Hả? Tranh chiều tượng. Tranh chiều tượng. À, chơi chơi kì. Chị Đan, chị đang phải vẽ hoa sen cánh khác, thân khác, nước màu khác nó mới đẹp. Con vẽ có một màu nó sẽ không đẹp. Có nhiều màu lắm đây nè. San vẽ gì đấy? Rồi, vẽ đi con. Mẹ có nhận ra gì không? Dạ. Hai đứa tay trái. Ồ. Không, thật ra bé thì cũng cầm tay trái. Xong rồi em chỉnh lại cho đấy. Đan thì là tay trái luôn rồi, còn San nó cũng là tay trái rồi này. Quả cam. Đây, mẹ thêm cái lá vào cho Hi xem nhé. Quả cam. Quả cam. Rồi, quả dưa hấu đâu? Dưa hấu. Sao con lấy bút của em? Em đang viết, anh đang vẽ mà. Mày còn nhiều màu mà, con lấy màu gì? Yeah, coffee, Kika. Đây, quả dưa hấu nhưng mà nó không giống quả dưa hấu rồi. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Ủa? Đi luôn cái áo rồi. Rồi. Con thử nha, vẽ một đám mây nè. Màu đây. Mây ơi. Sao mẹ gì không? Em mắc mồi cho mây luôn. Mây đâu Hiên, mây đâu? Đúng rồi, thế mẹ vẽ ông mặt trời nha. Ông mặt trời đâu Hiên? Đúng rồi. Thế mẹ vẽ ông trăng nha, kêu cô mượn cái cây này một chút. Bức tranh này khó ông quá. Ông trăng đâu? Đúng rồi. Mình hay cho Hi uống sữa. Nếu như mà đang giờ chơi nhưng mà đang ở bữa phụ mình không kịp chuẩn bị thức ăn cho con thì mình sẽ chuẩn bị một bình sữa để cho con bù năng lượng. Bình thường thì bé Hi uống sữa rất là trộm vía, nhưng mà thì chắc là bé ham chơi. Mẹ siêu nhân. Khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Văn Show. Từ ngày 16 tháng 3 2024.